Nhưng bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương. Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm người. Thành ra là ế là phải rồi. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ quá. Là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không có ăn hiếp người lớn. À, có cái điều nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh. Có chơi đùa với mẹ đó không? Đã có. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em rồi. Mời bạn nam. Chào bạn. Ngồi đi bạn. Em tên Trần Minh Duy. Em đến từ thành phố Sóc Trăng. Nhân viên kinh doanh của công ty Thế Giới Động. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi rồi chị. Bạn nữ bạn giới thiệu cho mình. Em tên Trần Ngọc Châu, 29 tuổi. Em là giáo viên cấp 3. Nguyên gốc của em cũng là Sóc Trăng nữa. Nhưng mà em đang công tác tại Cần Thơ. Ồ, vậy là từ Cần Thơ mình lên đây tham gia chương trình hả? Dạ, em đi từ sáng sớm rồi á. Rồi sao bạn quyết định đi lên tới trên này để tham gia chương trình? Em có một người bạn và bạn em có một ông xã. Ảnh học ở Hungary á, cũng rất là thân. Và mỗi lần chat nhóm á thì ảnh cứ nói chương trình này hay lắm em, em tham gia đi em. Thế là em mạnh dạn tham gia luôn. Em mạnh dạn tham gia. À, mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính xác luôn là không có mối tình nào cả. Chưa có một mối tình nào hết. Dạ. Nắm tay bao giờ chưa? Hồi đó em có một cái thằng bạn học mà thằng bạn học không có dính dáng gì tới em hết á, mà đoạn đi công tác xã hội có nắm tay nó một lần. Trời đất ơi, tính được không quý vị? Chưa nắm tay luôn, vậy là chưa có hôn luôn đúng không? Dạ chắc chắn là vậy. Wow, một tràng pháo tay. Bạn trai ơi, bạn cảm mới nhận như thế nào? Mới nắm tay thằng bạn một lần thôi, hung thằng bạn cũng một lần thôi. Đúng không? Đó anh ơi. Thấy bên đây cười quá trời luôn à. Đây khoái à. Dạ cũng khoái khoái. Khoái khoái, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng ba mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Không có hợp, cãi nhau thì bạn gái lại giận. Nhưng mà mình năn nỉ thì lại không chịu. Cắt liên lạc khoảng đâu khoảng tuần hai tuần mới liên lạc lại. Cứ vậy là xa nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mình không nhịn bạn gái được à? Cố gắng liên lạc nhưng mà bạn không có liên lạc với mình á. Thì mình cũng hơi buồn, với lại lúc đó cũng còn trẻ thì còn cũng còn hơi bồng bột xíu. Bao nhiêu lâu rồi? Dạ khoảng 2 năm. Bây giờ bạn già lắm. Mới đây mà làm lúc còn trẻ. Nhưng bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương. Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm người. Thành ra là ế là phải rồi. Rồi, dễ thương quá mà. Em thấy điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Quan trọng là em có hiếu với cha mẹ và em là người sống tình cảm. Thì em nghĩ đó là điểm mạnh của em. Bạn nam. Điểm mạnh của em là có thể hát nhiều loại nhạc. Rồi. Được. Mày vui nè. Dạ em xin hát một câu vọng cổ. Nay về giữa xuân thủ đô, đất trời ngời lên sắc thắm. Gió xuân mơ màng đẩy đưa mấy cành đào tơ. Nắng xuân la đà rung trên bờ dài mái tóc. Dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Yo. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bóng. Mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Hay quá, hay ngọt. Bạn quá gái. Ngọt luôn. Nghe thôi là thấy khoái rồi đó. Phải nói là rất là hay. Em là một bài thơ nhỏ nhỏ ngẫu hứng để tặng anh bên kia nha. Rồi. Chúng ta gặp nhau gọi là duyên, nên ta cứ trò chuyện tự nhiên, chẩn nút hay không cũng không sao cả. Hữu duyên thì sẽ gặp bạn Hàn Nguyên. Ngẫu hứng. Bây giờ mình hỏi chút xíu bạn nam. Bạn sẽ tìm người phụ nữ của đời mình như thế nào? Nữ tính, biết tôn trọng người lớn, biết chia sẻ, lắng nghe và cả hai đều biết nhường nhịn nhau xíu. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đanh đá, cào rào á. Thích nó... Cào rào á, dạ, nói nhiều quá. Nói nhiều, dạ. Vậy thì lấy vợ về có phải làm dâu không?
Dạ nhà em thì dễ lắm, ba mẹ dễ lắm. Em út, nếu mà bạn chịu làm dâu thì làm dâu, còn không chịu thì chắc gia riêng cũng được. Bạn làm dâu được không? Dạ được. Bạn muốn mẫu người bạn trai như thế nào? Em cần một người có một cái bản lĩnh thật sự để có thể che chở trong cái cuộc hôn nhân sau này giữa em và chồng tương lai. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho người ấy. Trong chuyện tình cảm thì cả hai cần phải có một cái sự chia sẻ cảm thông cho nhau. Chắc chắn là em không thể ăn hiếp người khác. Em không có thích ăn hiếp người khác, kể cả tất cả từ lớn đến nhỏ, già đến trẻ. Em chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ quá. Là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không có ăn hiếp người lớn. À, có cái điều nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích bạo lực chị. Dĩ nhiên trong cuộc sống sau này của hai người thì sẽ có một vài thứ bất lập nào đó. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như người đó cũng biết gọi là nhu cương hung giãn và bản thân mình cũng như thế thì cuộc sống nó có thể tốt đẹp được. Cô giáo nói hay quá. Cảm nhận như thế nào bạn? Bạn nữ rất là biết suy nghĩ, chín chắn, lại nói chuyện rất là dễ thương. Em thì cũng không có thích bạo lực. Em thì không ăn ớt được, cho nên là ở nhà hay nói là chắc nữa là sợ vợ. Em cũng sợ bạo lực. Bây giờ trước mắt chưa tính tới hôn nhân, mà bây giờ nếu đồng ý hẹn hò với nhau thì thật sự cũng cách 60-70 cây số, thì mình bạn chọn cái phương án hẹn hò như thế nào? Chắc là em sẽ dành thời gian để em lên thăm bạn. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đi chơi ở những nơi mà giống như là vũ trường hay là... Không có đi đó đâu anh ơi. Không có đi đó đâu anh ơi. Nếu đi thì hai đứa đi thì được. Dạ, không thích đi một mình. Là không thích đi cho đi một mình chứ không phải là không thích đi tới chỗ đó, đúng không? Bạn có tật xấu gì không? Cũng có, hay ngủ nướng hay cứng đầu xíu. Khi em làm việc gì đó thì kêu một lần thôi, như là em chút xíu em sẽ làm, còn kêu hoài em nghĩ làm luôn. Trời ơi, bạn ngủ nướng mà muốn kêu bạn dậy sớm chở ta đi làm phải kêu 80 lần mà mới dậy chứ, kêu một lần đâu cái đó kêu chắc dậy. Sau này sẽ sửa từ từ được. Hứa đây nha. Ơi, mặt mày đẹp trai lắm nha, thiệt đúng á. Hôm qua anh coi đàn gái thế nào nha. Ồ, chào em. Anh lên đây anh vừa hát hay, vừa đẹp trai nữa. Dễ thương lắm, hiền hậu nữa. Dạ. Anh nghĩ rằng ổn đấy. Ủa em dạy, vậy là dạy chuyên cái gì? Dạ em chuyên môn sinh học. Sinh học hả? Dạ. Theo sinh học thì tại sao hai người lấy nhau đẻ hoài không ra con trai? Hơi dài dòng á, là nếu chỉ tạo ra con gái là XX, một X là do tự của người phụ nữ, một ít là giao tự của người nam, kết hợp lại với nhau và người nam không thể tạo giao tự y được, kết hợp với ít để tạo ra con trai mà chỉ rụng ra ít thôi. Có nghĩa là con trai yếu á, hay gì là phải lên y nó mạnh á, còn mình phải ít hoài đó, đúng không quý vị? Ngắn gọn á là yếu á, yếu. Cảm ơn cô giáo sinh học. Bà bệnh thì xối xả vô mặt luôn. Hôm nay mình có đi với người thân gì không? Ông bạn mà ổng giới thiệu đó, du học in Hungary mới về, thì em kêu lên đây luôn. Rồi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Châu thì là một cái người con gái mà rất là dễ thương và rất là thương người, từ người lớn cho đến người nhỏ. Suốt ngày là đi chơi, là đa phần là đi chơi với trẻ con không à. Thành ra là đó là một phần là lý do tại sao mà không có bạn trai cho tới bây giờ. Qua cái lời tâm sự của anh chàng bên đây thì theo cảm nghĩ của anh thì anh thấy là có vẻ hợp với tính em đấy. Anh xem chương trình bạn muốn họ lâu chưa? Em xem chương trình này cũng khoảng được 2 năm rồi. Thấy là cái chương trình này rất là ý nghĩa, là để tạo cho nhiều người có cái hoàn cảnh khác nhau, do cái bối cảnh công việc mà không có tìm được cái một nửa của mình. Đó là lý do chính mà tại sao là mặc dù là đi học bên nước ngoài nhưng mà luôn luôn là động viên là ở nhà là nên đăng ký tham gia cái chương trình. Ở nước ngoài nhiều bạn sinh viên xem chương trình nào không bạn? Cũng có, rất là nhiều. Xem trên YouTube nha. Dạ đúng. Về rồi, nhớ xem, nhớ bấm MCB Media, bấm subscribe coi nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh. Gặp nhau đi, kéo màn lên. Chàng trai Sóc Trăng và cô gái Cần Thơ. Hít hơi thật sâu vô, chuẩn bị những gì mình nói, bắt đầu. Chào anh. Chào em. Chào anh. Nè, có bao nhiêu không? Đến với chương trình thì như hồi nãy em nói là cho dù có bấm nút hay không á, thì em với anh á, thì cũng là có một cái duyên phận nhất định. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục á, thì đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của hai đứa cho em gửi anh. Cảm ơn. Dạ. Em chỉ có một câu hỏi thôi. Nếu như sau này anh trở thành một ông xã của một cô gái, có nghĩa là trở thành một trụ cột trong gia đình,
thì anh sẽ là người như thế nào? Sẽ mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy, sẽ làm những gì mà cô ấy thích, cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp để có thể là phát triển hơn về bản thân, để sau này hai người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho em hỏi thêm một miếng nữa, thí dụ như hơi xa hơn một tí, tại vì em rất là thích trẻ con. Nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh. Có chơi đùa với mẹ đó không? Đã có. Em dạy cấp 3. Em dạy cấp 3. Về môn ướt y đó. Em có thể về Sóc Trăng để thăm anh không? Có chứ. Tại vì quê em ở Sóc Trăng mà Cần Thơ á là chỉ là quê hương thứ hai của em. Còn Sóc Trăng á thì đó là nơi để mà em trưởng thành và sinh ra. Chắc chắn là em sẽ yêu quê hương Sóc Trăng rất là nhiều. Nhà em ở quận nào? Em Mỹ Xuyên á. Anh cũng Mỹ Xuyên. Dạ. Yeah. Anh ở Thạnh Quế. Em ở xã Ngọc Đông á. À, xã Ngọc Đông. Đi vô xíu nữa. Vậy là gần nhà. Vậy là gần nhà. Vì rước dâu cũng dễ á. Bạn nam cảm nhận bạn nữ thế nào? Rất là dễ thương, nữ tính. Nếu mà em thấy anh mạnh dạn lên. Lên đây rung. Em thì hát thì được, nhưng mà nói chuyện trước đám đông thì hơi bị rung. Ba em rất là thích đàn vọng cổ. Thành ra là dạ, nếu như có một người hát cho ba lên đàn thì thật là tuyệt vời. Lên coi vọng cổ. Không phải ai cũng có thể hát vọng cổ. Em ơi, biển lớn sông sâu còn có khi đầy khi càng, nhưng tình của đôi ta luôn đông đầy theo năm tháng, thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đắm lệ thương sâu. Hát ngọt quá trời luôn rồi mà sao mà nói không được đó. Trời ơi, anh thấy cô gái bên kia rất là sâu sắc. Chúng ta có một người vợ như thế bên cạnh rất là yên tâm bạn nha, vừa dạy con mình nè, vừa dạy mình à, không, vừa lo cho mình nè. Ok rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút. Một, suy nghĩ thật kỹ nha. Hai, ba. Hết thời gian. Ô, đẹp trai đẹp gái quá. Nào hãy nắm tay nhau nào. Chưa nắm tay lần nào. Cái nắm tay này là thôi. Cái nắm tay gọi là ghi nhớ. Đã nắm tay thằng bạn một lần. Lâu rồi. Bây giờ nắm tay thằng khác. À không, nắm tay người khác. Có khác cái nắm tay thằng bạn không? Không biết. Dễ thương quá. Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kiếm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Gì sống rất nhiều người? Không, ý là sống với nhiều. Khai rồi nha. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan. Còn anh thì mê im. Mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng mà em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buôn phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi, hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dạ, cảm xúc và không biết uống rượu. Vì tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ thì tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng.
Và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. À, dạ, điểm mạnh của em là thường đó là biết không lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là rất tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì suy nghĩ của em chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau? Wow. Như vậy là có nhiều cái vốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bả làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội. Nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1 năm rưỡi hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh cũng bị đi học quân y trên thành phố á. Dạ, nên rồi nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nó đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Cao 1m7 chờ chị xíu. Chờ nhà trai. Kém 1m7 rồi. Chờ chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Kém thôi. Kém hả? Chị xíu được. Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm thì em sống ở nước ngoài. Sống với rất là nhiều người. Thì sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều khai rồi nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Tiếp xúc với nhiều người chứ phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao. Mình nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu. Hửi là... hửi là sao? Nhiều người hửi xong là hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, tụi em là đạo đức. Đạo đức. Chỉ cần một cô gái lương thiện, biết chung thủy, như vậy là tụi em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Quá đơn giản, ai cũng chung thủy. Vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ, chị ruột ạ. Để thấy chị dễ thương không? Dạ, xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. Dạ, chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ. Cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được. Rất là tốt ạ. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á, tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng, nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời, tại vì anh rất là người rất là tâm lý.
Anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình, với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai, nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ, cho anh ạ. Wow. Khá thường. Dạ, hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ, trong đây là em tặng anh cuốn sách. Và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp, anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin bình yên trong gia đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi ha. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì anh thấy thế nào? Dạ khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn anh. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách nha. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Vì anh cũng không có vướng bận gì, cũng có thể về Bình Tế hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Ừ, do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống và ở đây luôn? Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về miền Bến Tre thì em đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. À từng về hả? Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Em muốn về luôn được không? Hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi tôi có đi được. Về liền luôn à. Rồi giờ em có thể mời anh về Bình Tre nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em. Chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái á, ví dụ như bây giờ mình đặt ra trường hợp đi, tụi mình đến với nhau, thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ, cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, anh mua được một diện tích nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn. Ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em, tiến tới. Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó. Nắm tay cô gái nói. Chắc phải tay nắm tay em để cảm nhận được. Được không? À dạ được. Hai tay, không phải bắt tay, nắm hai tay. Rồi hát cho cái ngang bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát, thì những chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái, hát Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay
ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ. Thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì neon. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau. Em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái định của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì vì cái chuyện tình cảm nó cả đời nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút, nếu mà em không thể mà mang cho bạn bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm giáng dở bạn, thì mong em hiểu. Không, nhưng đúng mà lắm. Chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Đàn trai suy nghĩ là đúng, đàn trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người bạn ta tưởng nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thì tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng em quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để người ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện cái gì lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện gì lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thật ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta té tội nghiệp người ta vậy. Không thôi. Em phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha. Đã rất là nhiều người inbox cho chị xin info của em. Nói chung là mình còn trẻ mà, không sao cả, không vấn đề gì hết. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Ừ. Rồi. Rồi. Mời hai bạn. Đi đường này được cưng. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đi luôn. Ây. Người ta gọi là một sự quay xe bất ngờ. Ông này không chạy xe ngoài đường, tôi kêu mang bắt. Là đứng vậy tôi báo mang bác chạy xe của này là không được. Có đôi khi bạn ấy thắng mà, thắng gấp mà quay xe của này là xe đừng gây tai nạn thôi. Nhưng thật ra bạn ấy suy nghĩ đúng, tôi không thể đem hạnh phúc cho bạn thì tôi không bấm thôi. Nhưng tôi không đồng ý cái diễn biến trước đó. Đúng rồi, cái diễn biến trước tôi đó nóng tính ngồi sai sai chút xíu thôi. Tôi đứng ở trên đây là để tôi bảo vệ người phụ nữ, đại diện nhà trai xin lỗi nhà gái rồi. Để coi cái số sau này là nhà trai có
chuột lỗi được hay không? Tôi lỡ quay xe rồi thôi, làm như vậy. Mời khán giả tới với cặp đôi số 2 đi. Vậy đi, cặp đôi thứ hai bắt đầu. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt, anh làm mí đi đâu lắm. Thích thì ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh, ví dụ gặp người mới, anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi mà anh giới thiệu về mình đi anh. Tôi tên Lâm Đức Nhỏ, tên thường gọi là Đức. Năm nay 50 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Làm nhân viên thủy sản, đóng thực phẩm, đóng gói. À, đóng mực, rồi cá này kia đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, mời nhà gái. Xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến, đang dễ thương. Dạ. Quý vị khán giả, mình tên là Lê Ngọc Diễm, 52 tuổi. Công việc của mình thì hiện là buôn bán tại nhà. Là mình đang ở đâu ạ? Mình đang ở là ấp 1 của xã Sinh Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Ủa, bên đó mình sinh năm mấy vậy? Năm 70. 70? 9-70 vậy. Anh lên sinh năm mấy? 72. À, 72. Bên kia là lớn, bên đây 2 tuổi. Mình có thấy sao không anh? Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì đúng không? Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. À, chào chị. Chào anh. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Đứng đây cho nó nghe rõ. Thì vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, thích giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay quá. Còn nhược điểm thì hơi nóng tính. Nóng nhất mình làm gì? Nóng quá im tin nè. Còn giống như đang nóng mà nói gì được thì cứ nói. Cái mình cũng nói to là sao thế này thế kia để cái gì đó. Nhưng mà cái đối phương mà cứ nói nhiều quá thì mình cứ im luôn. Nếu vậy cũng còn kiềm chế được. Đúng rồi, vậy là chỉ kiềm chế. Nhưng mà im luôn thì một lát sẽ nói rằng là dù như mai mốt là đừng có như vậy nữa. Khi mà tôi im thì bạn đừng nói nữa, hay là anh đừng nói nữa. Nói ra nó có thêm chuyện á. Còn mình ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của tôi là vô vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, không biết thuốc, không biết uống rượu. Điểm gì có làm việc hơi chậm thôi, chứ ăn cơm hơi chậm. Ăn cơm chậm à? Ăn cơm bao lâu? 25-30 phút vậy. Nhai kỹ. Nhai kỹ thôi, nhai kỹ ngon lâu. Chị Diễm, chị bao nhiêu mối tình rồi? Thì nói chung này là mối tình thì không có đâu, nhưng mà có đổ vỡ hôn nhân. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Chào anh. Rồi, chào em sư chị Ngọc Lan. Em xin phép em qua nhà em trò chuyện với anh. Thiền khô à, nguội tính nữa. Nguội gì lắm anh? Bây giờ làm chung la la lớn rồi, mình hơi mình nhịn rồi, không có cãi lại. Vậy là khỏe, bên kia la thoải mái. Bên kia cũng la nữa, giận bực lên thì nói lớn tiếng thôi. Thoải mái. Ừ. Bên đây nhỏ nhẹ về hoài đó. Anh, mình bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Anh có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp nó? Ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp. Như nói ở Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chỉ mới mất đây thôi? Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mà mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không có cho gọi luôn. Anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Nói chung là hai anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Dạ. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái đồ vỡ hôn nhân, anh chị sẽ vững vàng hơn. Dạ. Hiểu hơn ha. Dạ. Rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. Mong muốn anh có một người bạn gái nó như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng. Vui, bên kia vui. Chị dễ thương lắm. Chỉ lúc nóng lên không vui thôi. Với thật lòng. Đừng biết uống rượu gì quá. Thôi ơi. Đây đâu biết uống rượu đúng không? Liên lon gì đó thì chơi với bạn bè thì vậy thôi, vui thôi mà, được. Ngoại hình thì cao 1m6 trở lên, 50-60kg cũng được. Ảnh thì anh miêu tả những cái chi tiết chị là hơi bị ổn rồi đó. Bây giờ vấn đề là mình muốn cái người đàn ông cùng mình đi suốt cuộc đời nè, như thế nào? Thì muốn anh ấy là giống như vui vẻ, hòa đồng, biết yêu thương gia đình. Một chút cầu tiến nho nhỏ theo cái tuổi của mình á. Cái bờ vai phải vững để cho mình chia sẻ. Anh này thì nãy giờ Linh thấy anh hiền, thật thà, làm việc hơi chậm chút, em có nói chuyện cũng hơi chậm, chắc cũng không đổ đâu.
Vừa cũng chắc đó. Anh đang ở với ai? Sống một mình, thuê trọ. À, nhà trọ hả? Mình có nhà dưới quê không? Có, nhà của bà già, má. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Nhà trai cẩn thận. À, bên đó nhà tôi. À, quên, lộn nhà rồi. Về nhà bà đi bà. Dạ, ừ, thấy sang bắt hoài làm họ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn cái tôi ban qua. Đó, thấy không? Nhà cửa thì cũng duyên số rồi. Trời đã định đâu rồi, người có nhà, người có nhà. Người có số điền chủ hả? Đúng rồi, quan trọng là mình cố gắng nỗ lực trong cuộc sống được rồi ha. Chị đi với ai vậy? Hôm nay đi con mình, con trai đi công tác. Có Ngọc Lan, chị an tâm. Anh trai đi với ai? Vì em họ. Em xin chào MC Huyền Linh và MC Ngọc Lan. Đức hiền quá hả? Dạ anh hiền không? Không có biết đường đi nữa cho nên là nhờ em dẫn đi á. Trời ơi. Anh cứ đi làm không à, anh không có uống cà phê hay là quen với một cái người nào ở ngoài hết trơn. Lúc trước á thì ảnh lên đây sống với vợ, rồi sau đó vợ ảnh mới dắt con đi, rồi ảnh sống rồi thủi một mình ở Bình Chánh thôi. Ảnh có chuyển tiền mỗi tháng á thì nói chuyện qua Zalo thôi, hỏi ảnh có thấy con không, nói thấy mặt thôi chứ anh không biết con anh ốm hay là mập nữa. Rồi vợ thì chặn cuộc gọi, không có nói chuyện, ảnh hiền lắm. Rồi, chắc là chị là người đăng ký cho ảnh tham gia chương trình. Đúng rồi, đăng ký cho ảnh không có biết đâu. Thật ra hiền là cũng tốt rồi, nhưng mà mình cố gắng mình mạnh mẽ lên nữa, mình giao tiếp nhiều hơn nữa, để cho người phụ nữ đó là họ có thể yên tâm về mình đó. Đúng rồi, vợ thì thích lãng mạn lắm, mình thì không có đáp ứng được. Phụ nữ cũng thích lãng mạn lắm, mình cố gắng lên chứ, gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Hồi nãy chị mới nói rồi, anh muốn lãng mạn phải mạnh mẽ lên mới lãng mạn được. Nhưng mà theo Linh á, là chị gái bên kia à, về chủ động hết đi. Ngoài người vợ ra, người thầy về tình yêu hay gì đó chẳng hạn. Tại vì không ai chỉ thôi. Chứ giờ vợ chỉ là phải làm theo không anh? Đúng ha? Bây giờ mình nói như vậy để cảm nhận thôi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi. Để cho hai người trò chuyện thẳng với nhau đi. Mở rào. Mời anh. Anh chào em, anh có món quà tặng em. Em chào anh, em cũng có món quà. Hát bài tặng liền, hát bài tặng liền. Bây giờ nó không được, hát bài trước đi. Đứng nó hát cho chị nghe luôn, đứng sát bên đó. Giờ xin hát bài 60 năm cuộc đời. Mời em nhảy chung được không? À. Đứng lên luôn đó. Bắt đầu tình yêu vô rồi đó, mạnh mẽ rồi đó. Em đứng em nghe được rồi. Em ơi, có bao nhiêu? Vô. 60 năm cuộc đời. Vô. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau phầu dương xa vời vời, 20 cưới là bao ơi là thế, đời sống không là bao ơi là bao, đời không lâu là thế ơi, được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời vô. Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai. Vô. Nên khi yêu ai thì yêu cho trọn lời. Em ơi cưới là bao. Yeah. Rung không, rung không? Dễ thương quá. Rung không, rung không? Hay rung. Dễ thương lắm á. Chị thấy sao chị? Có hài hòa vui vẻ. Nhưng mà không biết thì cái sự mạnh mẽ của anh nó được bao nhiêu? Thiếu nhiều lắm. Anh thấy em cũng thấy cũng hiền, cũng dễ thương. Em không có hiền đâu nha. Mà sao anh nói là anh hiền quá, anh hiền sao mà chị lại không muốn sống chung với anh là sao vậy? Như lo làm không á, vợ mình thích lãng mạn á, mình không đáp ứng được. Cũng như hay đi ăn uống này kia đi đó. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt anh làm mí đi đâu lắm. Thích thì, ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh, ví dụ gặp người mới anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Nãy giờ anh chờ có một câu nhỏ nhỏ đó hả? Đúng rồi, chờ câu này thôi đó, giờ mới hiểu ra đúng không? Hôm nay mình tặng cho chị gái gì vậy? Chai dầu thơm. Lần đầu tiên tặng quà cho một người khác đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Em thấy anh mặc áo sơ mi nó cũng hợp á. Em tặng cho anh cái cà lạ vát thôi để em xin phép được. Nhưng mà cái này em cũng không biết khắc nha. Em chỉ hoàn cho anh để cho anh cảm nhận rằng là
Diễm sẽ có tặng cho anh một cái món quà để gọi là trên vai anh đó là luôn luôn có một người bạn gái. Đó là em đi. Trời ơi. Thì người ta phụ nữ ta lãng mạn chưa? Thì có để yêu thương. Đúng rồi. Trời ơi cũng được rồi. Cũng hợp với cái áo nữa chứ. Đẹp quá. Rồi các bạn ơi. Mở măng quà mở cho dầu thơm. Em mở cho dầu thơm. Anh mở cho dầu thơm nha mọi. Anh mở cho dầu thơm nha. Thử em thích thích mùi này không? Nhẹ nhàng mở cho dầu thơm. Xịt nhẹ nhàng hỏi cái hương này nó có hợp với em không? Nhẹ nhàng à. Cái màu giống nhau. Giống áo luôn đó, biết xịt không? Từ từ, có chuyện xịt. Từ xịt. Xịt được đâu? Xịt đâu vô dai vậy? Hả? Đi xịt vô đâu? Nè nè, dán tóc lên, dán tóc lên cho đây nè. Em nghe mùi. Dán cái tóc nhẹ nhàng, xịt vô cổ nhẹ nhàng vô. Đúng rồi, nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi. Xịt mà ông gãi như vậy. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây lần đầu tiên. Và có nhiều lần nữa. Ví dụ như qua hẹn đi chơi nói em đừng có xịt dầu thơm để anh xịt cho. Cái đầu dán tóc nhẹ nhàng, xịt nhẹ nhàng lên giống như nãy vậy đó. Được ha? Ừ. Cái hiền thì ai cũng cũng chuộng. Nhưng mà mình hiền với cái mức độ của người đàn ông thôi chứ không phải là quá hiền. Và thí dụ như gặp một người nào đó, người ta gây gỗ với vợ anh thì anh làm gì? Ví dụ đánh vợ thì mình phải ra tay chứ. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây là quả hả? Cái đó mình cũng chưa biết. Cách để cho đi luôn quá. Cách để cho người ta dẫn đi luôn quá. Mình phải điều tra hỏi lại kỹ càng mới được. Hỏi gì rõ ràng rồi. Có một người là trong xóm mà đang tấn công. Bởi vì anh vậy đó thành ra hả? Chị giận anh chị đi là phải rồi. Ít ra anh phải. Giờ anh không biết đúng sai mà anh thấy có ai thì anh phải nói lên, anh phải lên tiếng liền mới được chứ. Thôi bây giờ giờ anh hiền quá. Thì cái này mà về mình chủ động hết đi. Thật ra anh sẽ làm được hết á. Vấn đề là chưa có ai chia sẻ với anh thôi. Hồi nãy là anh đã hát tặng cho chị một bài hát rồi. Bây giờ chị có bài hát nào chị tặng lại cho anh không? Mình hát trong một đoạn đầu của bài Chim Trắng Mồ Côi thôi. Tình anh như nửa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, anh cánh cò em chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Anh chờ cũng hay rồi. Hai anh chị ai hát cũng hay, rất là hợp với nhau trong cái khâu văn nghệ. Cái mà em muốn hỏi anh thì ví dụ như em thấy anh quá hiền thì anh có thể thay đổi là anh mạnh mẽ thêm một chút để em tin tưởng rằng là bên em có một cái bờ vai của người đàn ông để mà em có thể dựa cùng cái bờ vai đó để chia sẻ cho cái khoảng đời còn lại của em. Được không? Được. Anh cố gắng thay đổi được. Bây giờ chúng ta quyết định thôi. Thích là cứ bấm nha, không cần gì cả. Bắt đầu. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 1 2 3 Hết thời gian. Chị không bấm. Chị không bấm. Bấm đi. Ồ, chị đã thay đổi. Cảm ơn chị. Chúc mừng anh chị. Thật ra nè, anh ấy là người rất là tốt á. Mà Linh nghĩ rằng chị có thể thay đổi được. Cố gắng cho anh một khoảng thời gian nào đó để anh thay đổi và hoàn thiện bản lĩnh của đàn ông. Thì nói chung thì em cũng hy vọng là như vậy. Nên thôi em cứ cho nhau một cơ hội. Anh cố gắng lên nha. Được rồi, anh cố gắng. Cơ hội đó, khó tìm một người giỏi giang thế này lắm đó nha. Đây, quà của anh gửi tặng cho chị. Chị đi đây nè. Và hy vọng ngày hôm nay với sự nỗ lực của hai con người, hai mảnh ghép khác nhau, họ sẽ đồng đều với nhau trở thành một mảnh ghép vĩnh cửu quý vị nha. Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ. Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn dạ. Em ở đâu? Em ở thị trấn Thạch Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. À, chương trình đã rất ưu ái với em, đã
chọn cho một cho em một một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Rồi nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Thôi có gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt lời chào với cả quý vị khán giả và cả anh Quyền Linh, chị Hồng Vân chào ha. Vâng, okay. Các bạn gái bên kia. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người theo mây và gió. Từng lời nói em gửi tới. Thoải mái lên nào, thoải mái lên. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hữu Dương ạ. Em 28 tuổi ạ. Em đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Linh về mảng cử laser bên xây dựng. Em là một nhân viên vận hành máy công trình anh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung ở Hà Tĩnh ạ. Em đang làm ở Sài Gòn ạ. Quận mấy? Em ở quận 2 ạ. Rồi bây giờ đến nhà gái mình nè. Em giới thiệu đi. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến MC Quyền Linh, MC Hồng Vân, bạn nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai, năm nay em 28 tuổi ạ. Em cùng quê với bạn nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn điện quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ, Mai làm ở quận 9 ạ. Quận 9 qua quận 2 là gần. Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha. Em Mai, em nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng ạ. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em, giống kiểu mọi người hay nói là em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Còn điểm yếu của em thì em nói hơi nhiều, có một xíu hay quên. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn. Em thích đi du lịch ạ. Thường giống một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch. Có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần, một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi, bạn ơi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em vui vẻ, hòa đồng và tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và chơi được tất cả các môn bóng đá. Chơi tất cả những môn thể thao. Khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí. Em nói hơi nhiều. Sao nói gì nói nhiều? Nói nhiều. Hay làm được. Em toàn sử dụng công nghệ có chị Google Maps này. Em được mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương, không có tìm mối tình sâu đậm ạ. Ngắn ngủi là bao lâu? Một tuần kìa, một tháng, hai rồi lắm được hai tháng anh ạ. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy? Này mới vừa quen mà phát sinh tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa chứ anh ạ. Sao quen 2 tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ? Chắc là em ngại quá, em nhát gái quá. Đó. Rồi, còn mình thì sao nè? Dạ em có trải qua hai mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất em chia tay là được 1 năm rồi ạ. Lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á. Nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á. Nên là cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ. Như vậy là 1 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, chào chị Hồng ơi. Chào em. Vâng. Nhát hả? Vâng ạ. Vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới? Vâng, thì em cũng đơn giản thôi chị ạ. Chấp nhận em là đi công trình và làm xa. Thứ hai là quán chuyến điện gia đình được. Thứ hai là kính trên nhường dưới với quan tâm chăm sóc hai bên gia đình là được. Nếu như hôm nay em đến em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á, thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không? Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Thì cũng là có một hình mẫu là giống Lưu Diệc Phi. Giống Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ đúng không? Có dương quá trong thôi. Em là dương quá mà. Dương quá thì đó là thần tiên tỷ tỷ đó. Đúng rồi. Để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên của em. Dạ. Đàn gái. Dễ thương ha. Đàn trai thấy là chịu rồi đó. Ok. Em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á
là một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Tại vì với em cái yếu tố gia đình với em rất là quan trọng. Bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình, anh em mình, sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á, có chí cầu tiến. Có quan tâm với gia đình không? À có. Có ý chí cầu tiến không? Dạ có. À chúng ta nếu mà lấy nhau đó thì em sẽ định hình ở đâu? Mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến. Trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian rồi khoảng 3-4 năm gì đó, mình có một số vốn là mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần, chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó. Thì đó, mình cái hướng thế đại đa số ta lấy nhau cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi. Ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó. Người Hà Tĩnh em ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn dạ. Em ở đâu? Em ở thị trấn Thịnh Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi tới đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bạn thân của em ạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Mai. Mai là con gái thứ hai. Nhưng cháu sống là tình cảm, hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình, cũng chịu khó, nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm. Còn bạn trai bên này thì cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương. Còn những cái mà cháu nói lên thì cô thấy cũng rất là chân thành, cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai, quyền lựa chọn ở hai con. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ và là cũng là người sếp và cấp trên của em, và chị bạn ạ. Trước hết xin chào toàn thể ekip chương trình ạ, chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình ạ. Tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh, rất là dịu dàng, hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì trước hết Dương là một người em trai ở với tớ cũng lâu rồi, công trình thì rất là hay nhậu, nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi nhưng mà Dương là do dọn dẹp hết cho anh em, nhưng hàng ngày rồi Dương là quét dọn dẹp văn phòng các thứ là Dương dọn hết. Và ra Dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn. Nhiều khi anh em có bảo ra quán như Dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó, ăn cho nó ngon và sạch sẽ. Toàn thể công ty mà không có Dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty. Bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời. Dạ, nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn ạ. Đúng. Rồi, chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dương. Vâng. Chào chị. Thì giờ lần đầu tiên này gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cùng những cái chiếc đồng hồ thông minh và để luôn, mà lúc anh ở bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim, huyết áp và biết được sức khỏe em thế nào, thì em còn chăm lo cho em và được rồi em. Ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách. Cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp, mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết. Hôm qua anh có nhậu say một tí, nửa hôm thì thật sự tỉnh dậy thì ánh trăng nó làm phiền anh, làm anh không ngủ được, nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn. Thì anh sẽ lựa chọn em đây. Bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi. Đưa chị cầm cái hoa giùm cho. Anh xin phép được. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì nhờ bạn gái đọc lên cùng khán phòng cùng nghe. Vâng ạ. Dạ em xin phép được đọc bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu. Yêu em giữa ban ngày, lòng anh tỏ không biết ai tỏ cùng anh. Là em đọc không có hay, mọi người thông cảm, chắc là thơ làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ. Vâng, cảm ơn bạn gái. Cảm nhận về nhau như thế nào các bạn? Dạ thì em cảm nhận là vẫn có hình bóng của Lưu Diệp Phi ở đây. Vâng, thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi. Thì còn bạn gái cảm nhận về anh thế nào?
qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là chương trình đã rất ưu ái với em, đã chọn cho một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Em muốn hỏi anh là ví dụ như anh có hay bị say nắng đồ này kia, nếu mà đi ra ngoài gặp cô này cô kia anh có hay bị không say à. Nắng không? Tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường. Mình chỉ yêu những người chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó. Dạ vâng, không biết anh có gì muốn hỏi em không ạ? Anh thì hỏi em là... Anh ngại, anh cứ hỏi đi, em thấy bình thường mà, mình người cùng quê sẽ dễ nói chuyện hơn, anh cứ hỏi em đi. Chị đang muốn hỏi bạn dạ, nữ á. Dạ. Bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không? À, dạ, nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng, nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ. Cho em dù... nói cho bạn nghe đi, tại vì là thực ra tất cả những cái điều mình cần phải nói, mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn đi xa hơn. À, dạ thì em cũng có và chia sẻ là ví dụ sau này khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam có hay là gia đình bạn. Thì tại sao vậy? Tại sao em gái em phải nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái? Không phải là em phải nuôi, bởi vì là gia đình em cũng có anh trai nữa, nhưng mà đây là cái mong muốn là em muốn thôi. Tức là nó phải có một lý do, ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng. Mình hiểu với chị không? Để cho bạn hiểu được là cái hoàn cảnh là như thế nào đó. Dạ. Em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Ồ. Thôi. Em hiểu rồi. À, câu chuyện đó thì có lẽ mọi người cũng hiểu ha. Hai bạn cũng là cùng quê với nhau. Và anh nghĩ rằng có cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó, không có gì phải lo đâu nha. Em nói về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó, thật là chân thành và cái quan điểm của em. Vâng, thật sự thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu. Bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như Phật. Thì mới có gì bỏ qua với nhau và không có vấn đề đấy, em không quan trọng. Em đồng ý và em vui với việc đó đúng và, không? Đó, em chỉ cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi. Và hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em không bấm hả? Dạ. Có bấm không? Không bấm. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của em? Em cảm giác là bạn nam rất là tốt. Thật sự là rất là tốt. Ở trong cuộc sống á, em đã luôn rất là phải mạnh mẽ. Em muốn tìm một người em cảm giác đó là mình được che chở, mình được là một người con gái nũng nịu, rồi được đúng chất là một người con gái. Chứ không phải là cứ gọng mình. Mà bạn nam, em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn, một người anh để em tâm sự. Cảm ơn em. Chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Dạ. Con cảm ơn cô. Chắc chắn rằng trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai liên lạc với chúng tôi để bấm nút cho cô gái, và rất nhiều cô gái liên lạc với chúng tôi để bấm nút cho chàng trai nhé.